Thưa quý vị, một cựu học sinh bị bắt giữ vì đe dọa tấn công trường học ở tiểu bang Indiana. Một cựu học sinh đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi buông lời hăm dọa tấn công một trường trung học ở tiểu bang Indiana vào ngày thứ Sáu 16 tháng 2. Dựa vào thông tin điều tra sơ khởi, có người đã lên Facebook đe dọa tấn công trường học ở thành phố New Albany ngay sau khi xảy ra vụ xả súng giết chết người ở chốn học đường tại thành phố Parkland thuộc tiểu bang Florida. Nghi phạm đe dọa tấn công được xác nhận là một học sinh 16 tuổi. Nhằm để bảo vệ tính mạng của những người bị đe dọa, an ninh đã được thắt chặt trong ngoài trường học ở New Albany.